chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự Khánh Hòa tối nay, thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2024 với những nội dung đáng chú ý sau. Bí thư tỉnh ủy trao tặng huy hiệu 70 năm, 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành. Khánh Hòa tạo điều kiện để các sản phẩm ô cốp mở rộng thị trường. Thời tiết chuyển mùa, trẻ nhập viện tăng cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 107 năm ngày cách mạng tháng 10 Nga, ngày 7 tháng 11 năm 1917, ngày 7 tháng 11 năm 2024, sáng nay đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa, đã đến thăm chúc mừng và trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên lão thành, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tại huyện Cam Lâm, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư tỉnh ủy, đã trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Phúc Thái, sinh năm 1932, hiện đã sinh hoạt tại chi bộ thôn Tân Sương 2, đảng bộ xã Suối Cát. 75 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, đồng chí Lê Phúc Thái đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc cách mạng, tích cực tham gia vào xây dựng đảng và hệ thống chính trị tại địa phương, để lại những giá trị to lớn và ý nghĩa cho thế hệ sau. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đảng viên Lê Phúc Thái bày tỏ niềm vinh dự tự hào khi nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, khẳng định luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tại thành phố Nha Trang, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Minh Ái, sinh năm 1933, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố 21 Hòn Chồng, Đảng bộ phường Vĩnh Phước. Trong suốt hơn 7 thập kỷ, đồng chí Trương Minh Ái luôn kiên trung và cống hiến hết mình cho Đảng, góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công tác phát triển Đảng bộ địa phương và tổ chức Đảng cơ sở. Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư tỉnh ủy đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các đảng viên lão thành, khẳng định những đóng góp của các đồng chí là nền tảng quý báu để thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã động viên các đảng viên giữ gìn sức khỏe, tiếp tục đóng góp ý kiến và công cuộc xây dựng địa phương và đất nước. Trong đợt này, toàn tỉnh Khánh Hòa có 331 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng từ 30 đến 75 năm tuổi đảng. Chiều cùng ngày, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến nhà riêng thăm hỏi các cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ. Bí thư tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đã đến thăm bà Nguyễn Thị Hồng Vân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, ông Bùi Mau, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, các ông Nguyễn Thiết Hùng, Phạm Văn Chi, Võ Lâm Phi, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các gia đình đến thăm bí thư tỉnh ủy nghiêm xuân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến đóng góp của các cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bí thư tỉnh ủy chúc các cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ và gia đình luôn mạnh khỏe phát huy truyền thống cách mạng của gia đình quê hương thường xuyên quan tâm, theo dõi và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết trong công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đại diện các cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cá nhân bí thư tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành. Chúc các lãnh đạo tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, Đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý điều hành cùng Đảng bộ, chính quyền nhân dân Khánh Hòa thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng thời, khẳng định sẽ luôn đồng hành và theo sát mỗi bước đường phát triển của tỉnh, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp văn minh. Cũng trong chiều nay, tại Nha Trang Thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa có buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank. Chủ trì buổi làm việc có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Tùng báo cáo tóm tắt hoạt động của ngân hàng thương mại của phần ngoại thương Việt Nam và hai chi nhánh Việt Ban Nha Trang và Việt Cam Banh Khánh Hòa. Đến cuối tháng 10 năm nay, huy động vốn của Vietcombank tại Cánh Hòa ước đạt 128.760 tỷ đồng, tăng 8,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số cho vay ước đạt 158.026 tỷ đồng, tăng 8,21%. Đại diện đoàn công tác mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ từ Cánh Hòa. Cam kết trong thời gian tới, Vietcombank sẽ đồng hành cùng các dự án lớn của tỉnh và hỗ trợ cho người nghèo trên địa bàn tỉnh lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã thông báo với đoàn công tác một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2024, tiềm năng và cơ hội đầu tư rất lớn của tỉnh về năng lượng, công nghiệp, du lịch, v.v. .v. Theo đó, Khánh Hòa tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế ước tăng so với cùng kỳ năm trước. Chúc mừng thành quả và cảm ơn sự đóng góp tích cực của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong sự phát triển của tỉnh thời gian qua. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của đơn vị trong thời gian tới. Dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã trao hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dục nát của tỉnh Cánh Hòa 5 tỷ đồng. Sáng nay tại Nha Trang, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cánh Hòa khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét một số nghị quyết nhằm thể chế hóa các nội dung được giao tại luật đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai ông Nguyễn Cát Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì kỳ họp cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự kỳ họp còn có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận, xem xét thông qua 10 nghị quyết. Trong đó, có các nghị quyết là căn cứ để triển khai công tác thu hút đầu tư, giải quyết các thủ tục về đầu tư đối với các dự án trọng điểm có sử dụng đất theo quy định. Ngoài ra còn có các nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, thông qua đồ án quy hoạch của một số dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt danh mục dự án, làm cơ sở tổ chức triển khai công tác thu hút đầu tư, giải quyết các thủ tục về đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tiếp tục hoàn thiện nội dung đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp dốc đá trắng huyện vạn ninh thuộc khu kinh tế văn phong và phê duyệt theo thẩm quyền bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan bảo đảm phù hợp thống nhất với định hướng quy hoạch tỉnh khánh hòa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 mặt trận tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội và các ban hội đồng nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá để phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục những bất cập hạn chế. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang về vướng mắc liên quan đến việc lập quy hoạch chi tiết một phần năm trăm khu trung tâm hành chính mới tại Cánh Hòa. Theo báo cáo, phạm vi khu vực dự kiến lập đồ án quy hoạch chi tiết có diện tích gần 62 ha. Hiện khu vực này có các ô đất đã dự kiến giao cho các đơn vị để xây dựng trụ sở cơ quan với diện tích hơn 37 ha, chiếm khoảng 60% khu vực lập quy hoạch chi tiết, chưa bao gồm dự án hạ tầng khung của khu vực. Vướng mắc hiện nay là nếu giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang lập toàn bộ quy hoạch chi tiết những khu đất bố trí trụ sở các cơ quan khi chưa có phương án thi tuyển kiến trúc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xác định cụ thể chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân thống nhất giao Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang thực hiện lập quy hoạch chi tiết 1 phần 500 khu trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa. Trước mắt sẽ lập quy hoạch 1 phần 500, khu vực có hai dự án gồm trụ sở chung cho các sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, trụ sở cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và hội đặc thù của tỉnh, diện tích 9,2 hecta, bệnh viện tuyến cuối 11,2 hecta để kịp thời thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các đơn vị dự kiến được giao đất làm trụ sở cần xác định các chỉ tiêu cụ thể về phương án kỹ thuật của dự án để Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thực hiện lập quy hoạch 1 phần 500, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng, yêu cầu các đơn vị gửi thông tin về Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp trước ngày 30 tháng 11. Hội nghị trực tuyến toàn quốc ra soát cấp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật trực tự an toàn giao thông đường bộ và dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trực tự an toàn giao thông đường bộ trường điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe đã diễn ra vào sáng nay dưới sự chủ trì của phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà tại điểm cầu từ khánh hòa có đại diện công an tỉnh và các sở ban ngành liên quan tham dự phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà cho biết luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có nhiều nội dung mới bao quát liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông phương tiện giao thông phương thức giao thông bảo đảm trật tự an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông vì vậy, trong quá trình xây dựng các nghị định còn có nhiều ý kiến khác nhau, cần phải tiếp tục ra soát, hoàn thiện để đảm bảo tính khả thi khi được ban hành. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý về một số vấn đề cần làm rõ trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như một số hành vi tăng nặng chế tài xử phạt, trừ điểm hay tước giấy phép lái xe khi vi phạm, mức quy định trên ngưỡng nồng độ cồn khi tham gia giao thông, về dự thảo nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ các đại biểu yêu cầu bổ sung nội dung quy định về xây dựng ban hành quy chuẩn về điểm dừng điểm đổ và thiết bị giám sát hành trình trên xe đảm bảo an toàn giao thông để hành khách dễ tiếp cận và đảm bảo minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải cùng nhiều nội dung khác Thưa quý vị, hướng đến tổ chức các chương trình hoạt động chào năm mới với khí thế vui tươi sôi nổi, phục vụ nhân dân và du khách chào đón năm mới là một trong những chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu tại cuộc họp chiều nay để nghe Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị có liên quan báo cáo chi tiết các chương trình hoạt động chào năm mới 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chào năm mới 2025 sẽ có một đêm biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Dạ tiệc đa kết nối siêu thực diễn ra từ 20h30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2024 đến 0h30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2025 tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong chương trình sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 10 phút vào thời khắc giao thừa. Trước đó, trong nửa cuối tháng 12, ngành văn hóa sẽ tổ chức hai chương trình liên hoan chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ 33 và các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật từ đó tạo thành chuỗi sự kiện mùa lễ hội cuối năm tại quảng trường 2 tháng 4. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức chào mừng tỉnh Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu đón 9 triệu lượt khách du lịch năm 2024 và phát động kích cầu du lịch những tháng cuối năm, nên Khánh Hòa hướng đến tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động chào năm mới 2025 với khí thế vui tươi, sôi nổi, tạo điểm đến vui chơi giải trí phong phú, đa dạng và quy mô cho người dân và du khách. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu lưu ý đơn vị tổ chức sự kiện nghiên cứu kỹ các phương án rút ngắn thời gian lắp đặt, thi công sơ khấu, xem xét kéo dài thời lượng bắn pháo hoa từ 10 phút thành 15 phút. Các sở ngành liên quan lưu ý các phương án về đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đài phát thanh và truyền khánh hòa, báo khánh hòa đẩy mạnh truyền thông để thu hút người dân và du khách tham gia. Đoàn giám sát ban chỉ đạo thực hiện đề án số 04 của tỉnh ủy Khánh Hòa chiều nay vừa có buổi làm việc với huyện ủy Khánh Vĩnh về kết quả triển khai thực hiện đề án trên địa bàn huyện. Đề án số 04 được tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành ngày 13 tháng 12 năm 2022 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, huyện ủy Khánh Vĩnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đảng ủy, chính quyền các xã thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung của đề án số 04, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kịp thời tháo gỡ nhiều vấn đề phát sinh cấp thiết của nhân dân thông qua các kết quả đạt được trong công tác dân vận tại cơ sở thuận lợi để huyện thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đánh giá cao công tác triển khai thực hiện đề án 04 của huyện Khánh Vĩnh trong thời gian qua, đề nghị huyện ủy tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của chính quyền, tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo qua đó củng cố lòng tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, bình vững. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7 và kỳ họp thứ 23 của Hội đồng nhân dân huyện Văn Ninh khóa 12, trong ngày hôm nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh số 7 và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Vạn Lương, Vạn Bình, Vạn Thắng, Vạn Phú, Vạn Hưng, Xuân Sơn và thị trấn Vàng Giả. Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp đã báo cáo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 14-15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các kỳ họp thứ 20-21-22 của Hội đồng Nhân dân huyện Vạn Ninh, thông báo chương trình dự kiến của kỳ họp Hội đồng Nhân dân hai cấp sắp tới. Đồng thời, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và huyện Vạn Ninh năm 2024 và nhiệm vụ giải pháp của năm 2025, thông qua kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc trước. Tiếp đó, cử tri các xã, thị trấn đã nêu lên các ý kiến kiến nghị như lắp đặt đèn cảnh báo giao thông, sửa chữa điện chiếu sáng, giải quyết tình trạng ngập nước khi trời mưa tại một số điểm trên quốc lộ 1A, sửa chữa hệ thống thoát nước trên tỉnh lộ 651E. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân 2 cấp tổng hợp để trình tại kỳ họp tới. Một số ý kiến nằm trong thẩm quyền giải quyết đã được lãnh đạo huyện Vạn Ninh tiếp thu, giải trình ngay tại buổi tiếp xúc. Thưa quý vị và các bạn, Khánh Hòa là một trong những địa phương đang chú trọng phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cóp. Không chỉ mong muốn phát triển kinh tế khu vực nông thôn, đây còn là giải pháp, nhiệm vụ trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực tế cho thấy, sau một thời gian triển khai chương trình, nhiều sản phẩm ô cóp của tỉnh đã phát triển rất tốt, dần định hình được thương hiệu, có chủ đứng trên thị trường và tạo ra sức cạnh tranh lớn với hàng hóa ngoại nhập nằm trong chuỗi sự kiện sơ kết một năm thực hiện chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng duyên hải Trung Bộ. Tỉnh Khánh Hòa đã tạo điều kiện đưa 28 sản phẩm ô cốp tiêu biểu tham gia trưng bày tại hội nghị. Hoạt động này nhằm hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp, nông dân có cơ hội quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại với đối tác ở các tỉnh thành phố khác. Thực tế cho thấy, sau một thời gian xây dựng thương hiệu, xây dựng được kênh bán lẻ, nhiều sản phẩm ô cố của Khánh Hòa đã chuyển hướng sang phân phối tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại nhằm đảm bảo sức tiêu thụ cũng như tăng doanh thu. Trước đây thì chúng tôi cung cấp hàng thô cho các đơn vị sĩ và lẻ nhưng hiện tại chúng tôi đang ra mấy thị trường và sản phẩm và cái dòng trà. Đối với mình là mong muốn là hợp tác với tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển và đưa cái thị trường sách trăm phân được đi gần ngày càng xe hơn. Qua cái hội nghị lần này thì xã nông nghiệp cũng rất mong muốn là cái quảng bá các sản phẩm của địa phương của tỉnh và mong muốn hợp tác với các tỉnh ở các địa phương duyên hải nam trung bộ và thành phố hồ chí minh để đưa các sản phẩm của địa phương phát triển mở rộng thị trường trong thời gian đến kết nối cung cầu quảng bá nông sản sản phẩm ô cốp là cách làm được cánh hòa triển khai trong nhiều năm thông qua việc tổ chức nhiều phiên chợ hội chợ riêng cho lĩnh vực nông nghiệp các đợt xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh từ đây, những nông sản tiêu biểu ở các địa phương trong tỉnh được giới thiệu đến người tiêu dùng, mở ra cơ hội hợp tác liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thời gian gần đây, bắt kịp xu thế của thị trường, ngoài việc quảng bá sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng, các đơn vị doanh nghiệp còn đẩy mạnh kết nối tiêu thụ qua hình thức livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Tỉnh Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu đưa ít nhất 80% sản phẩm ô cốt lên các sàn thương mại điện tử vào năm 2025 trên cơ sở mà các đỉnh mức hỗ trợ của nhà nước thì các chủ thể đã tập trung vào thứ nhất là cái thiết kế mẫu mẻ sản phẩm thứ hai là cái quy trình quy trình mà chất lượng thứ ba là cái cái hoạt động mà tham gia xúc tiến thương mại hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp các cái cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong cái sản xuất À, mà điển hình tập trung là những cái doanh nghiệp mà có những sản phẩm công nghiệp bình chọn, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu à, cấp tỉnh, à, cấp khu vực và cấp quốc gia à, để từ đó à, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm. Riêng trong năm 2024, ngân sách tỉnh dành hơn 13 tỷ 600 triệu đồng, chủ yếu để hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm ô cốp như thiết kế bao bì, nhãn mát sản phẩm, đăng ký mã số, mã vạch, tem điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, xây dựng website, hệ thống quản lý chất lượng khách sát, việc gấp, đồng thời kết hợp với ngành công thương triển khai các chính sách hỗ trợ máy móc trang thiết bị cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu với mục tiêu tạo ra các sản phẩm đáp ứng thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu cũng như tham gia chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm qua đó thay đổi tư duy sản xuất truyền thống, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và sáng tạo trong nhân dân, góp phần phát triển nền sản xuất theo hướng kinh tế thị trường. Hướng đến năm 2025, Khánh Hòa đặt mục tiêu đạt ít nhất 200 sản phẩm ô cốt từ 3 sao trở lên. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm giao mùa được xem là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và virus gây bệnh, tác động trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là với trẻ em có hệ miễn dịch kém. Và những ngày gần đây, số trẻ nhập viện tại các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh tăng đáng kể. Trong đó ghi nhận số ca nghi mắc bệnh sởi có tỷ lệ tăng cao so với thời điểm này mọi năm. Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có 160 giường. Tuy nhiên, hiện số lượng bệnh nhi điều trị nội trú lên đến khoảng 260 trẻ, tức là trung bình một giường có khoảng hai bệnh nhi nằm chung. Đáng chú ý, số ca nghi mắc bệnh sởi nhập viện những ngày qua có tỷ lệ tăng cao so với cùng kỳ mọi năm trung bình mỗi ngày, khoa nhi tiếp nhận và điều trị cho hơn 20 trẻ nghi mắc bệnh sởi. Hầu hết số ca nghi mắc sởi đều chưa tiêm phòng vaccine. Nhiều ca bệnh ghi nhận ở cả trẻ em trên 10 tuổi. Nhiều trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng diễn biến khá nặng, sốt cao, ho, mắt đỏ, mí mắt sưng phù nề, hạch bạch huyết sưng to. Tất cả các ca nghi mắc bệnh sởi đều được khoa bố trí phòng, giường bệnh riêng để theo dõi và điều trị, tránh lây nhiễm chéo cho các trẻ khác. Biến như em chưa có tiêm mũi sởi, chưa tiêm mũi nào hết rồi. Biến là chỉ có sốt, sốt xong mà nổi trên hột, trên bụng là mấy chấm, mấy hột. Chú nghĩ là con, con trùng cắn hay là cái gì đó, cháu nó muốn nó gãi á. Mình không nghĩ là con mình lớn mà bị đâu. Cũng nghĩ là, là khả năng bị sốt xuất huyết. À, do là để sốt 3-4 ngày rồi đó. Cho nên là ngày thứ tư thì nó phát lên người thì mình mới cho đi bệnh viện. Ghi nhận tại các cơ sở y tế, bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh. Tình hình trẻ đến khám và điều trị các bệnh trong thời điểm giao mùa tăng cao. Số trẻ nhập viện điều trị nội trú cũng tăng từ 50 đến 70% so với các thời điểm khác trong năm. Nhiều ca bệnh nhi, nghi mắc sởi có diễn biến nặng đều được các cơ sở y tế chuyển tuyến lên bệnh viện bệnh nhiệt đới Khánh Hòa. Theo các bác sĩ, triệu chứng bệnh ở trẻ hầu hết đều có sốt, mệt mỏi, nôn ói, phụ huynh khó có thể phân biệt được các loại bệnh. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tự ý mua thuốc mà cần đưa trẻ đi khám để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, đúng bệnh, đúng triệu chứng. Tránh tình trạng tự mua kháng sinh điều trị tại nhà, lâu ngày gây biến chứng nặng, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này. Trong thời điểm giao mùa thì nó có rất nhiều mầm bệnh, do đó là tỷ lệ bệnh nó sẽ tăng lên. Thời gian dịch Covid các bé không được đưa chất ngừa đúng, đó, thì làm cho có rất nhiều bé không có miễn dịch số lượng bệnh nhân ở khoa nhi tăng lên khoảng gấp rưỡi, còn lại tăng thêm 50% công suất. Phòng chống bệnh trong mùa này thì biện pháp phòng chống hiệu quả nhất là tiêm vaccine theo lực của chương trình tiêm chủng mở rộng. Thứ hai là chúng ta phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, rồi tăng cường khả năng dinh dưỡng cho em bé và chúng ta phải đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc nơi đông người. Và khi em bé bị bệnh chúng ta nên đi khám để được bác sĩ tư vấn cũng như ra y lệnh điều trị thích hợp nắm bắt tình hình diễn biến bệnh cũng như số lượng bệnh nhi tăng cao trong thời điểm giao mùa. Hiện nay, các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã có các phương án sắp xếp, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất y tế để đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, điều trị cho bệnh nhi. Chương trình thực sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Cánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.